Vào 2 năm trước, matcha nổi lên như một cơn sốt trong ngành đồ uống tại Hà Nội. Hiện tại, cơn sốt này đang di chuyển lan sang các tỉnh thành khác. Đồ uống ngày hôm nay, matcha kem muối biển. Cho một thìa bột matcha. Rót 70ml nước sôi. Khuấy tan. Hai mươi ml đường. Khuấy đều. Cho đá vào cốc. Rót matcha. Múc 2 muỗng kem muối biển. Không có gì ngạc nhiên khi món này ngon đến thế. Tạo nên từ những nguyên liệu ngon nhất, đảm bảo hương vị sẽ ngon. Đồ uống sau sẽ cực kỳ bắt mắt. Thậm chí nó còn ngon hơn cả matcha. Sô-cô-la kem muối biển đợi bạn ở video tiếp theo.